hẹn cái thằng bạn của con vợ tới học hỏi người ta nghe chưa. Đừng có buồn, đàn ông mình mà không có gì buồn hết. Cái gì thiếu thì mình học, hiểu không? Cái gì mình thấy mình ngu hơn người ta thì mình phải học cho đỡ ngu lại. Cái giấu mới là cái ngu, mình học cái khôn người ta để mình bớt ngu, hiểu chưa? Vậy nó nắm tay vợ con đi ăn thì là con phải học đó cái gì? Bạn bè mà sao mày cứ đàn ông mà bị nhỏ nhặt mấy chút xíu rồi thì sao mà thành công được? Suốt đời ở nhà lau toilet thấy không? Người ta thành công là mình phải nhìn vô thành công để mình phấn đấu, chứ không phải mình nhìn vô thành công là mình ghen tị. Con cũng có tố chất, nhìn cái trán con là thấy con tố chất rồi, thấy chưa? Nhìn người ta học hỏi, hiểu chưa? Một ngày đó mình phải bước lên xe hơi năm sau mình ăn, chứ không phải là một ngày đó mình vô toilet mình ngồi mình khóc, nghe chưa? Những gì ba nói con là chân thành, mình phải thay đổi chứ cứ như vậy hoài một ngày đó con vợ nó chán nó bỏ, hiểu chưa?